Xin chào bạn, AK Shop gửi bạn video về dòng xe Yamaha Enervis. Với video hôm nay sẽ là bộ hai gương cầu LED Kenzo ở phần đèn chính, ở tác dụng như là chiếu sáng có pha đầy đủ. Và đây sử dụng là một cặp gương cầu nha bạn. Cùng với phần đèn đờ mi bên trên là phần Audi A11. Điều khiển qua điện thoại, chọn màu, chọn hiệu ứng, chọn tốc độ. Quán đổi đờ mi xi nhan, đờ mi sẽ xuống dưới và xi nhan lên trên. Và thay thế bóng led đờ mi và bóng led xi nhan luôn. Cụ thể là đờ mi phía dưới ảnh hai bóng xanh dương đó các bạn. Còn xi nhan ở trên là ảnh hai bóng xanh lá. Đây các bạn. Đó. Thì nói sơ qua những phần này, rồi cái phần gương cầu với Audi A11 thì mình sẽ nói cụ thể ở phần kế tiếp trên video này. Cái phần gương cầu đây là các bạn nhìn kỹ bên trong ha. Đầy đủ hiệu ứng đèn dòng. Đèn dòng Android và DVI. Android bên ngoài hay còn gọi là mắt thiên thần, còn ở trong là mắt quỷ. Ở trên video này anh chủ xe anh chọn là xanh dương. Ngoài xanh dương, ở trong đỏ. Đi tông xanh dương cùng với hai bóng đờ mi ở dưới. Phần gương cầu thì sẽ có đầy đủ chụp xi đầy đủ luôn các bạn, để nó chỉ che chắn được cái phần bên trong của gương cầu, nó nằm bên trong chụp xi hết. Chỉ để lộ thiên cái phần mắt đỏ và cái phần đèn dòng. Còn ánh sáng là ánh sáng có pha đầy đủ, có luôn bát xin. Phần Audi A11 có luôn nhé bạn. À, mình bát xin trước, mình bát xin cho bạn xem thử. Đây là bát xin đá đèn à. Đó. Rồi mình mở cốp pha từng cái cho bạn xem. Code nữa bạn ha. Rồi pha thử. Khi nằm ở pha thì nó mới sáng chói. Còn hạ code thì là ở tầm thấp. Nó có đường cắt ngang đàng hoàng các bạn. À. Rồi bây giờ đang là góc nhìn từ trước nhìn vô xe. Bây giờ mình sẽ chuyển camera lên trên để các bạn nhìn được cái ánh sáng của cái phần gương cầu. Trong nhà thì quay các bạn tham khảo sơ, chứ thực tế thì độ sáng ra đường nó sẽ tốt hơn nhiều. Ra ngoài đường cái khoảng không ngoài trước nó rộng ha, mình chạy ánh sáng mình nó chảy đều ra ngoài trước, nhìn nó đẹp mắt hơn. Và cái độ sáng nó thật hơn, nó mạnh hơn rất nhiều. Trên camera các bạn tham khảo sơ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái góc nhìn lên trên nha. Các bạn, bây giờ mình sẽ chuyển cái đây là chế độ code nữa các bạn. À, bát xin thì như thế này rồi. À, thì nãy mình như mình nói trong video mà là quay trong nhà nên bật cản nữa nhiều quá, nhìn nó không đã. Thực tế khi mà ra đường ánh sáng nó trải dài ra nhìn nó đã, đẹp mắt hơn và độ sáng nó thực tế hơn nhiều. Đây các bạn. Đó. Gương cầu thì vẫn có đường cắt đàng hoàng, đúng không ha? Đó. Và khi các bạn chơi vô một cái đoạn đường tối, các bạn mở đèn lên, lúc đó các bạn thấy tác dụng của gương cầu rất là hiệu quả luôn. Đó. Và bát xin nè, tắt đèn bát xin nè. Đó các bạn. À, thấy rõ ha. Để mình đang bắt xin khi không có mở đèn gì hết. Rồi mình mở đèn code nè. Pha nè. Đó các bạn. Mở code pha ha. Code bắt xin. Đó. Rồi. Đây là phần gương cầu. Đây là trên video này mình là sử dụng gương cầu LED Kenzo. Thì Kenzo cũng sẽ có nhiều dòng các bạn, tùy theo mỗi xe. Mình sẽ sử dụng cái dòng gương cầu này cho nó phù hợp với kích cỡ của chiếc đèn. Đây các bạn. Còn cái phần Audi A11 thì các bạn đã biết từ khá lâu rồi ha. Cái phần Audi A11 mình sẽ chọn màu sắc, hiệu ứng, tốc độ ở trên điện thoại hết. Anh này anh yêu cầu cái mẫu họa tiết đơn giản như thế này thôi, không cần cầu kỳ rườm rà hết, đơn giản theo cái đèn nhưng mà đẹp mắt. Cái phần A11 này thì mình sẽ phần A11 này mình sẽ điều khiển điện thoại cho bạn xem vài hiệu ứng thôi. Rồi, đây là chế độ đờ mi nữa bạn. Thì sau khi kết nối điện thoại sẽ có 4 hiệu ứng. Đờ mi, xin lỗi, có 4 chức năng. Đờ mi, hiệu ứng, rồi xi nhan, rồi phanh nữa bạn ha. Rồi, phần đờ mi là như thế này. Đây các bạn. Đờ mi nè, cứ việc chọn màu. Đó là tự động đổi màu như thế này ha.
các bạn, đỏ nè, xanh lá nè, xanh dương nè, vàng nhạt, hồng, trắng, xanh ngọc, tím, cam. Ngoài những cái màu đó mình còn cái bảng màu ở trên thì các bạn chọn nữa nè, nó rất là nhiều màu luôn. Đó thì theo thích các bạn, muốn chọn màu nào để màu đó. Rồi cái phần hiệu ứng là sao? Cái phần hiệu ứng là đèn sẽ chạy được nhiều cái kiểu chạy tới chạy lui như thế này, gọi là cái phần hiệu ứng đó các bạn. Thì trên video mình nói nhanh thôi, còn khi mà các bạn lắp đặt hoàn chỉnh ở tại shop mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn. A11 thì mình cũng làm cho dòng xe nào biết này, cũng làm khoảng vài video giới thiệu nhiều cái họa tiết khác để các bạn chọn rồi ha. Rồi cái đây hiệu ứng số 1 nè, hiệu ứng số 2 nữa các bạn. Đây hiệu ứng số 2 đó, có những hiệu ứng mà nó không tự đổi màu thì lúc này mình chọn đổi màu được nè, đó các bạn ha. Rồi hiệu số 3 nữa các bạn, đó hiệu ứng số 4, hiệu ứng số 5 đổi màu thử cho các bạn xem nè, thấy chưa, đổi tốc độ luôn nè các bạn. Đó các bạn thấy mình đổi tốc độ luôn ha. Đó hiệu số 6 nè các bạn, hiệu số 7 các bạn, số 8 nè, số 9 nè các bạn. Đó hiển chữ A là số 10, lại lưng phiên là hiển thị hết tất cả hiệu ứng có được trên đèn. Lưu ý một điều, ở A11 này khi các bạn để chế độ tầm mi, các bạn bóp thắng sẽ có tác dụng của hiệu ứng thắng ha. Còn các bạn để phần hiệu ứng như thế này thì các bạn bóp thắng sẽ không hoạt động hiệu ứng thắng nha các bạn. Lưu ý cho mình, A11 là như vậy, lúc để hiệu ứng signal sẽ có signal ha. Rồi bây giờ trả về phần tầm mi để mình mở cái phần thắng cho bạn xem các bạn ha. Phần thắng và phần xi nhan. Rồi bây giờ mình sẽ bóp thắng nè, bóp thắng để cho bạn xem cái phần hiệu thắng nè. Đó rồi hiệu thắng mình sẽ có 3 kiểu, kiểu số 1 là kiểu chớp như thế này, rồi các bạn chỉnh tốc độ chớp được luôn nè. Đó chỉnh nhanh nhất nè, chỉnh màu khi chớp được luôn nè. Đó các bạn. Rồi kiểu số 2 nè các bạn, là khi bóp thắng cái đèn mình chạy lên chạy xuống đổi màu như thế này. Lưu ý mình đang chỉnh hiệu thắng nha. Hiệu số 3 nè các bạn, chạy lên chạy xuống nhưng mà không có đổi màu, chạy hoài một màu. Đó hiệu số 2 nè, chạy lên chạy xuống đổi màu. Số 1 nè, chớp chớp, chớp F1 á, rồi buông thắng ra là tạm trở về dummy. Rồi bây giờ thử mình chuyển qua cái phần hiệu ứng cho bạn xem nè, chuyển đèn qua phần hiệu ứng. Rồi rồi bóp thắng đi, các bạn thấy rõ ha, nó sẽ không có thấy tác dụng của hiệu thắng, nhưng mà khi trả về dummy rồi sẽ có thấy hiệu thắng á, buông thắng ra. Đó lúc này mình trả về dummy nè, rồi mình bóp thắng thử. Rồi các bạn ha. Rồi buông thắng ra, cái phần xi nhan, bật xi nhan từng bên luôn. Đó như nãy mình nói là mình quán đổi đờ mi xi nhan, đờ mi xuống dưới, xi nhan lên trên. Đờ mi thay lấy xanh dương, xi nhan nó thay bóng xanh lá luôn theo cầu của anh chủ xe. Rồi phần xi nhan mình nói tiếp A11, xi nhan mình cũng sẽ có 3 kiểu nha các bạn. Đây các bạn xem, kiểu số 1 nè, kiểu số 1 là kiểu chạy nhưng mà chạy không cùng cái nhịp chớp của xi nhan của xe ha. Một thằng chạy thằng chớp nó khác nhau, cái nhịp nó không có đồng nhau, không có đồng nhất với nhau á. Rồi số 2 nữa các bạn, hiện số 2 là cái xi nhan chạy nó đồng nhất với xi nhan chớp. Đó các bạn thấy rõ ha. Đó còn hiện số 3, hiện số 3 là chớp tắt. Rồi xi nhan sẽ có 3 kiểu, ví dụ mình chọn cái số 2 đi cho nó chạy cùng với nhịp chớp cho đẹp. Rồi các bạn chọn một bên nhưng mà bật xi nhan bên kia nó sẽ y chang như luôn. Đó các bạn, đó xi nhan chạy các bạn thấy rõ ha. Rồi ok, tắt xi nhan đi, tự động trở về đờ mi bình thường. Đó, đó là cái phần A11. A11 mình sẽ chỉnh là đờ mi, hiệu ứng xi nhan và phanh ha. Rồi đầy đủ luôn cái video hôm nay, cặp gương cầu lắc Kenzo, chiếu sáng có pha vaccine, phần đờ mi Audi A11, quán đổi đờ mi xi nhan và thay led đờ mi xanh dương xi nhan màu xanh lá. Rồi cái phần Audi hay gương cầu các bạn có tham khảo thêm nhiều dòng xe khác đều có các bạn ha. Và video đây xin kết thúc, xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Một nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn. Vaccine nha, dữ luôn. Rồi, ra.